Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cứ mỗi lần mà nghĩ đến tình yêu của Chúa, chúng ta không khỏi chạnh lòng, phải không ạ? Và đứng trước cái tình yêu vĩ đại, Ngài đã chịu chết vì có tội lỗi của chúng ta, thì tôi chắc hẳn rằng không ai trong chúng ta có thể đứng vững trước tình yêu của Chúa. Bởi vì Ngài đã yêu và Ngài yêu bằng tình yêu hành động, nghĩa là tình yêu agape. Dầu cho con người có như thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn yêu. Dầu con người có như thế nào đối với Ngài chăng nữa thì Ngài vẫn ban cho con người mưa nắng để con người hưởng. Dầu con người có như thế nào đi chăng nữa thì Ngài vẫn hoàn thành sứ mạng của Ngài đã định trước. Để rồi tất cả tôi, bà, chị em chỉ đến và nhận lấy mà thôi. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay. Cái ơn của Chúa, tôi sẽ chia sẻ với bà, chị em một cái câu kinh thánh mà chúng ta có nhìn thấy ở trên đây. Xin chúng ta có thể đọc với nhau câu kinh thánh này hai lần. Xin bắt đầu. Ngài rằng: A-ba lạy cha, mọi việc cha làm được cả. Xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Ngài rằng: A-ba lạy cha, mọi việc cha làm được cả. Xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Chén đau thương là chủ đề mà tôi dùng để buổi tối hôm nay gửi đến tất cả quý ông bà anh chị em. Trong cái câu kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua, Chúa Giêsu có một cái sự tranh chiến. Tại sao Ngài phải tranh chiến? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng là con người mặc lấy cái thân thể xác phàm như tôi và anh chị em. Lý do tại sao Chúa phải mặc lấy thân thể xác phàm? Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài là đấng tạo dựng nên con người, nhưng con người phạm tội trong xác thịt, cho nên Chúa Giêsu phải trở nên xác thịt để đền tội thế cho con người. Và cái chén mà Chúa Giêsu Ngài uống ở đây, chúng ta thấy đó là Chúa uống cái chén này là chén gì? Mà đến nỗi Chúa nói rằng là cha có thể cất cái chén này khỏi con. Tức là cái điều cha làm được tất cả đó. Cha tạo dựng nên con người được, và con người phạm tội, cha hủy diệt con người được, và cha có thể tạo dựng một dòng dõi mới được. Nhưng mà tại sao cha không làm? Mà bây giờ cha đưa con xuống thế gian, để rồi chính con phải mang lấy cái thân thể xác thịt của con người và nếm biết tất cả mọi đau đớn, gánh tất cả mọi cái tội lỗi ở trên thân thể của con. Cha có thể làm được tất cả, nhưng mà cha ơi, xin cất chén này của con, nhưng không theo điều con muốn, nhưng mà theo điều cha muốn. Có một cái sự việc mà chúng ta thấy đôi khi chúng ta ở trong một tình trạng chúng ta làm cái điều mình không muốn. Có bao giờ ông bà chị em ở trong cái tình trạng đó không? Chúng ta bị áp đặt, chúng ta bị vây lấy, và khiến cho tôi, bà chị em, chúng ta phải chịu cái điều mà đáng lý ra chúng ta có thể không chịu. Phạm tội là do con người phạm tội. Chúa Giêsu không hề phạm tội. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa Giêsu Ngài phải đến và Ngài gánh tội của con người. Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói mà chị em cái chén đau thương mà Chúa Giêsu Ngài uống, cái chén này nó là chén gì vậy? Và khi Chúa Giêsu Ngài uống thì tôi và ông bà chị em được cái điều gì? Cũng trong lời Chúa, ở trong Tin Lành Mác chương 10, trong khi các môn đồ đang giành lấy rằng là: Chúa ơi, khi nào Ngài vào nước của Ngài thì cho con mọi đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu. Nhưng mà Chúa Giêsu hỏi: các ngươi có thể uống được cái chén ta uống không? Các ngươi có thể chịu cái pháp báp têm mà ta chịu chăng? Các môn đồ thưa rằng: được, họ uống được. Và Chúa Giêsu nói ở trong Mác đoạn 10 câu 39, Đức Chúa Giêsu phán rằng: các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu pháp báp têm ta chịu. Như vậy thì các môn đồ nghe Chúa nói về cái chén, các môn đồ nghe Chúa nói về cái pháp báp têm mà Chúa Giêsu phải chịu, thì họ lại nói rằng là họ muốn được ngồi bên tả, ngồi bên hữu. Nhưng muốn được ngồi bên tả, bên hữu thì bây giờ còn có uống được cái chén ta uống, có chịu pháp báp têm ta chịu không?
Vậy thì cái chén này là chén gì mà đến nỗi Chúa Giêsu phải cất lên một tiếng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cất cái chén này khỏi con. Thứ nhất, chén mà Chúa Giêsu phải mang lấy đó là cái chén tội lỗi của Adam và Eva. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên một vũ trụ tuyệt vời, và Ngài tạo dựng nên cái vườn tuyệt vời, và đặt Adam và Eva ở trong cảnh vườn tuyệt vời đó. Và Chúa nói với Adam và Eva: bây giờ con trồng và giữ vườn, con được ăn tất cả các hoa quả của các thứ cây trong vườn, nhưng riêng về cây biết điều thiện điều ác thì con đừng có ăn, vì một mai con ăn chắc sẽ chết. Adam và Eva được hưởng tất cả mọi cái phước lành Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và Chúa nói rằng chỉ có một loại cây đó con không được ăn. Thật ra không phải cái cây đó ăn vô là chết, rõ ràng Adam và Eva ăn vô không có chết, vẫn còn sống. Nhưng cái sự bất vâng lời của Adam hay là sự bất tuân mạng lệnh của Chúa, sự không vâng lời Adam và Eva khiến cho Adam và Eva đã vi phạm mạng lệnh đó, cho nên họ đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng chỉ một người phạm tội, một người không vâng phục mà khiến cho thành ra tất cả mọi người trên thế gian này phạm tội. Là tội mà con người phạm trước mặt Đức Chúa Trời đó là tội không vâng phục, hay là không tin vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời, hay là lời phán của Ngài. Và cũng vậy, cùng một tội, xin lỗi, cùng một người, nhưng một người chịu vâng phục, đó là Chúa Giêsu, thì thành ra tất cả mọi người ai và tin và nhận cái giá của sự cứu chuộc này của Chúa Giêsu thì người đó sẽ được xưng là người công chính. Tức là trở lại cái địa vị mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên cho Adam và Eva ban đầu ở trong vườn địa đàng. Họ bình an, họ vui mừng, họ có mối thông công, họ phước hạnh, họ không có sự lo lắng, họ không có sự sợ hãi, họ không có sự bất an. Cho nên khi con người phạm tội thì chúng ta thấy rằng họ đầy dẫy lo lắng, bất an, tuyệt vọng. Và một trong những điều mà con người lo lắng nhất, sợ hãi nhất đó là gì ông bà chị em? Sợ cái gì ạ? Sợ chết. Sợ chết. Sợ chết, nhưng mà có thể không chết được không? Không. Kinh Thánh như theo nói như thế này: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chết một lần rồi chịu phán xét, chứ không phải là chết là hết. Bởi vì nếu chết là hết, chúng ta không bao giờ ăn hiền ở lành đâu. Nếu chết là hết, chúng ta không bao giờ rước thầy tụng về, khi chúng ta chưa tin Chúa, rước thầy tụng về để tụng, để cho linh hồn được siêu thoát. 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày nếu không siêu thoát cũng áp giải để siêu thoát. Nhưng mà con người không thể tự cứu mình được. Và tất cả mọi việc quyết định là khi con người còn hơi thở nơi lỗ mũi, là con người quyết định tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Thì chúng ta thấy được rằng Chúa, lời hứa của Chúa, tội được tha, linh hồn được cứu. Trong tuần trước tôi có đi đám tang của mẹ của chị Út ở đây. Hôm nay có chị Út, có anh hai của chị Út ở đây. Và chúng tôi đi đám tang thì gia đình làm theo lễ truyền thống, còn là để nhờ thầy tụng, để tụng để cho linh hồn của bà để được siêu thoát. Nhưng thật sự mẹ của chị Út là người đã tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình rồi. Có nghĩa là chính bà, ngay khi bà tắt hơi thở thì Chúa đem linh hồn của bà về thiên đàng rồi. Còn chúng ta làm cái lễ ở dưới đó chỉ làm cách xác thôi. Có một người chị em gần đây, cách nay cũng hơn một tháng, người chị em này tin Chúa và bị bắt bớ rất là nhiều, đặc biệt là người cha. Cha của cô bắt bớ cô rất là nhiều. Và trong cô vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc và cứ giữ cái chữ hiếu. Và trong một ngày nọ thì ông bị đột quỵ. Khi đột quỵ thì đưa lên trên bệnh viện thì ông hôn mê hoàn toàn. Và người chị em này mới nhắn tin cho tôi xin cầu nguyện để mà cho ba của con được tỉnh lại, để cho ba con tin Chúa. Hôn mê như vậy, anh chị em biết hôn mê rất là mấy lâu và mấy ngày như vậy. Thì chúng tôi cầu nguyện xong, ngày hôm đó ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy và ông nói chuyện được, ông giao tiếp được với con gái. Và cô này mừng quá, cô này mới nói: ba ơi, bây giờ mấy bữa nay con cầu nguyện, bây giờ ba tỉnh dậy, bây giờ ba cầu nguyện tin Chúa, ba kêu cầu Chúa đi để linh hồn ba được cứu, ba đồng ý không? Con gọi cho mục sư. Thì ông gật đầu đồng ý. Thế là người chị em gọi cho tôi. Và anh chị em biết tôi vừa hướng dẫn ông để cầu nguyện tin Chúa xong, rồi ông hôn mê đi luôn, bây giờ đi luôn này. Như vậy giờ ông đi đâu rồi? Được cứu rồi. Khi còn hơi thở nơi lỗ mũi mà chúng ta quyết định tin nhận Chúa là chúng ta được cứu lên thiên đàng ngay. Đó là cái công lao cứu chuộc. Sự cứu rỗi này không tùy thuộc vào việc làm tốt của chúng ta,
Adam Eva có làm tốt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà Adam Eva nếu không nhờ cậy nơi Chúa thì Adam Eva cũng không được cứu. Tôi ông bà chị em, sự tốt của tôi ông bà chị em cỡ nào đi chăng nữa cũng không tự cứu mình được. Nhưng mà cái công lao cứu chuộc qua Chúa Jesus Christ, Ngài đã ban một cái giá cứu chuộc cho chúng ta. Ngài chịu đòn vì chúng ta, Ngài chịu đi đánh đập vì chúng ta, Ngài bị tra khảo vì chúng ta, Ngài đổ huyết vì chúng ta. Mà tất cả những điều đó, đó là cái chén mà Chúa Jesus Ngài phải uống. Đó là chén, Ngài uống cái chén tội lỗi của con người mà con người đã không thể nào uống được. Và thì ngày hôm nay ông bà chị em, tất cả chúng ta đã có tin rằng Chúa đã uống cái chén tội lỗi của chúng ta chưa? Mà Ngài đã thế chỗ đó cho chúng ta rồi. Amen. Chén thứ hai mà Chúa uống, đó là cái chén bội nghịch và kiêu ngạo. Khi con người phạm tội, tức là con người chấp nhận cái lời khích bác, cái lời cám dỗ của ma quỷ, và hạt giống kiêu ngạo đã đi vào trong con người, và kể từ đó con người bắt đầu nổi loạn. Con người ăn của trời, uống của trời, hít thở không khí của trời, lâm nguy kêu trời, nhưng mà khi nói là thờ trời thì bắt đầu chống. Có không ông bà chị em? Ai đã từng chống ông trời? Nha, yeah, chúng ta đã từng chống phải không ạ? Mặc dù gặp lâm nguy là kêu trời, sướng cũng kêu trời, khổ cũng kêu trời, vui cũng kêu trời, mà buồn cũng kêu trời. Nhưng mà khi kêu thờ ông trời, không. Có những người đã được vé vào trong thiên đàng, vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ nhận cái vé rồi xong họ vứt cái vé đi, tên của họ không còn ghi trong sách sự sống nữa, bị xóa và chuyển qua nơi khác. Cái sự bội nghịch và sự kiêu ngạo của con người, đôi khi con người chúng ta rất là nhỏ bé. Anh chị em có thể ngồi trong cái phòng này, chúng ta có thể hàng mấy chục người ngồi trong căn phòng này, nhưng mà nếu phóng xa ra nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy được con người giống như là, Chúa nói là con người giống như là mảng bụi rơi trên cân, giống như hạt bụi rơi trên cân. Và xa hơn nữa, xa hơn nữa, lần đầu tiên tôi đi máy bay, lúc đó tôi sợ lắm. Máy bay bay vút lên một cái là người tôi nó hót cái ruột kìa. Nhưng mà khi tôi ngồi gần cái cửa máy bay, tôi nhìn xuống thì tôi thấy bắt đầu từ 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 ở dưới tất cả những cái ngôi nhà, tôi thấy nó giống như cái mồ. Và xa hơn nữa thì tôi thấy chỉ những đám mây và con người, những chiếc xe di chuyển ở dưới giống như những con kiến, nó bò đi bò lại. Và người ta đi ra ngoài không gian và người ta chụp lại những tấm hình ở trên quả địa cầu, thì quả địa cầu nó giống như trái cam. Và xa hơn nữa ra vũ trụ thì không còn thấy trái đất mình ở đâu nữa. Con người nằm ở trong trái đất, con người được tạo dựng trong trái đất và con người được viết cho Ngài yêu thương. Nhưng mà khi cái kẻ loạn nghịch, tức là ma quỷ, nó gieo hạt giống vào trong con người, thì từ đó con người bắt đầu, tự nhiên con người có một cái gì đó chống lại đấng tạo hóa. Vừa rồi tôi làm chứng cho chị em là cái gia đình kia, người này cũng là một người Phật tử rất là lâu. Và sau khi tôi chia sẻ về, nói về cái con người bên trong của chúng ta, có phải rằng từ nhỏ không ai dạy chúng ta vẫn kêu trời phải không? À đúng rồi. Rồi từ nhỏ không ai dạy khi chúng ta lớn lên chúng ta cũng gặp sung sướng chúng ta cũng gọi trời, mà khổ chúng ta gọi trời phải không? Phải. Rồi chúng ta cái gì chúng ta cũng kêu trời, nhưng mà kêu thờ trời thì chúng ta không chịu thờ trời phải không? Bắt đầu con người biết là nghĩ là gì? Là bàn tay ta làm ra tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành xi măng. Đó là sự kiêu ngạo anh chị em. Đối với người sỏi đá cũng thành cơm, đó là sự kiêu ngạo. Tôi hỏi là khi chúng ta ăn một bát cơm, có bao giờ chúng ta tạ ơn ông trời không? Họ nói tôi bỏ tiền ra tôi mua cơm mà mất gì tôi phải tạ ơn ông trời. Tôi hỏi rằng là vậy thì cái hạt gạo đó ở đâu có vậy? À do con người làm, do con người trồng tỉa. Vậy thì ai ban cho hạt giống vậy? Ai ban cho mưa, ai cho ban cho nắng, ai cho ban cho nước, ai cho ban cho đất để rồi hạt giống đó có thể phát triển bền? Cuối cùng họ nói trời cho chứ ai. Như vậy mà con không biết ông trời, nhưng mà gọi là chống lại ông trời. Thật ra cái gì chống lại ông trời vậy? Đó chính là cái sự loạn nghịch của ma quỷ đã gieo vào trong loài người. Tất cả loài người trên đất có xu hướng lúc nào cũng chống lại Đức Chúa Trời cả. Đó là cái chén thứ hai. Chén thứ ba, đó là cái chén của bệnh tật. Cái chén của bệnh tật.
Ngày nãy tôi rất là giật mình khi nghe đánh la lên một cái tôi không biết là chuyện gì đây. Tại vì các em nó tập tôi không biết. Các em tập đây rất là kín cho nên tôi không biết gì cả. Mà khi tôi nhìn thấy được anh chị em ơi đánh thật á, chứ không phải đánh giả đâu. Tôi nghĩ là cái nhân vật mà đại diện gọi là đóng vai Chúa Giêsu đó là cũng bầm mình tối hôm nay đó. Vậy hả? Và thật sự tôi khóc anh chị em. Tôi chịu không nổi. Tôi không phải vì cái người đó bị đánh mà tôi chịu không nổi. Đánh thêm nó cũng được. Nhưng tôi nghĩ đến tình yêu của Chúa. Tôi nghĩ Chúa phải bị đánh. Mà bị đánh bằng cái roi da bọ cạp. Mỗi một lần đánh vào như vậy thì nó có những cái mốc. Và nó mốc trong người giật ra thì nó đi theo một cái mớ thịt. Da của Ngài bị chảy máu hết. Tan nát hết. Kệ kệ cho các cháu cứ tự nhiên đi. Để đi. Mai mốt nó làm mục sư ạ. Và tôi khóc vì cớ tôi liên tưởng đến tình yêu của Chúa dành cho tôi. Và mỗi cái căn bệnh của tôi chính là mỗi cái lần đòn mà Chúa Giêsu chịu đó. Ngài mang lấy căn bệnh. Cảm ơn Chúa trong những ngày qua. Có những người trong hội thánh được cầu nguyện Chúa chữa lành. Như là chị Phượng được cầu nguyện và Chúa chữa lành căn bệnh ung thư quái ác. Rồi chị Tuyền hả? Cũng được chữa lành căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhiều anh chị em được Chúa chữa lành. Hồi nãy anh chị em thấy hai người song ca này hay không? Rất hay luôn. Tôi nghĩ rằng nếu mà có cái phòng karaoke mà phiêu ra cho cái giọng của Thảo phiêu lên là thôi tuyệt vời nữa. Chúa cho Thảo có một cái giọng rất là tuyệt vời. Và anh chị em có nghĩ rằng Thảo đứng đây hát cách nay mấy tháng Thảo như thế nào không? Mấy nào sao thế này mấy tháng, khoảng 6 tháng, 5 6 tháng là Thảo hét chứ không phải là hát. Nhưng bây giờ Thảo hát ngợi khen Chúa. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn trên gương mặt của Thảo có sự vui mừng, có sự hy vọng, có sự bình an, có sự đắc thắng mà Chúa Giêsu đã dành cho Thảo. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và Chúa chẳng những Chúa chữa bệnh cái thân xác của chúng ta, nhưng Chúa chữa luôn cái bệnh tâm bệnh của chúng ta nữa. Chủ nhật vừa rồi tôi cầu nguyện cho mục sư Nho. Vấn đề cái chân của ông thì chưa lành hẳn, nhưng mà có một điều là ông luôn có một cái sự sợ hãi và lo lắng và bất an. Và khi mà cầu nguyện xong thì bước xuống dưới, ông nói khỏe nhiều lắm rồi mục sư cầu nguyện cho tôi khỏe nhiều lắm. Và hôm nay thì mục sư còn lo lắng còn sợ hãi nữa không ạ? Còn lo lắng còn sợ hãi nữa không ạ? Hết rồi. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã gánh những cái bệnh tật, Ngài gánh những cái sự rủa xả mà luật pháp rủa xả chúng ta. Ngài chặn đứng tất cả mọi cái sự rủa xả của những người vô lý rủa xả chúng ta. Và tôi và chị em ở trong Chúa Giêsu, chúng ta không còn bị rủa xả nữa. Đừng bao giờ chấp nhận chúng ta còn bị rủa xả. Chúng ta kinh nghiệm Chúa, đó là gì? Chúng ta muốn trao cho Ngài những cái bệnh tật, trao cho Ngài những cái lo lắng, những bất an, sự rủa xả trên đời sống của tôi và chị em. Và tất cả những đó đã hoàn tất tại thập tự giá. Và Chúa Giêsu Ngài đã, Ngài uống cái chén đó cho chúng ta rồi. Ngài gánh những cái lo lắng, những cái bệnh tật từ thuộc linh cho đến thuộc thể cho tôi và chị em rồi. Và bất cứ một người nào tin nhận Chúa, đặt đời sống của mình ở trong tay Chúa, thì chúng ta kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa ở trong chúng ta. Amen. Alleluia. Tôi thật sự những bà chị em, tôi nhìn xuống, tôi nhìn những bà chị em, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi nhìn gia đình của anh Tòng, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Mời hai vợ chồng đứng lên ạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh Tòng. Đây là con của Bác Cư, con trai và con dâu. Bác thường đổ nước mắt và cầu nguyện cho con trai của mình và cầu nguyện cho con dâu của mình. Và họ thánh thường cầu nguyện cho anh Tòng cũng như là cho vợ của anh Tòng. Hồi nãy khi bước vào tôi thấy hai người cầm hai cái ổ bánh mì ăn. Tôi nói ủa sao lại ăn bánh mì? Dạ đi làm về và không kịp cho nên mua ổ bánh mì ăn. Nhưng mà ăn bánh mì mà hạnh phúc mới là hạnh phúc thật. Amen. Ở trong cái nằm ở trên một cái chiếc giường bình thường mà hai vợ chồng quan tâm nhau, yêu thương nhau thì đó mới là hạnh phúc thật.
Còn mà nó ở trong khách sạn 5 sao mà cái người nằm bên cạnh không phải là vợ của mình thì đó mới là nan đề. Cảm tạ Chúa, Chúa Giêsu đến, Ngài mang hay là Ngài uống cái chén của sự rủa xả, cái chén của bệnh tật, cái chén của bất hạnh. Thế rồi Ngài đưa chúng ta từ bất hạnh đến hạnh phúc, đưa chúng ta từ sự thất bại đến sự thành công, đưa chúng ta từ những cái sự bất an lo lắng trở thành bình an ở trong Chúa. Đó là cái chén phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho tôi, quý ông bà chị em. Chúa Giêsu Ngài uống cái chén của sự rủa xả để rồi khiến cho tôi và bà chị em từ một người tội lỗi trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả một người nào tin Chúa thì chúng ta lập tức được Chúa xưng chúng ta là một người công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là một tin vui cho tôi và bà chị em. Để rồi tôi và bà chị em không một ai chúng ta sợ hãi, không có ai trong chúng ta có thể lo lắng rằng tôi sau này tôi chết tôi sẽ đi về đâu. Bởi vì sao? Giá của sự cứu chuộc đã có cho tôi và bà chị em rồi. Amen. Chúa đã uống chén đắng để tôi và bà chị em được uống chén ngọt. Hallelujah. Chúa đã uống chén đắng để tôi và bà chị em uống được sự tự do. Chúa uống chén đắng để tôi và bà chị em được tự do trong Chúa Giêsu. Chúa chén đắng để tôi và bà chị em được chữa lành. Chúa chén đắng để tôi và bà chị em được hạnh phúc. Amen. Hallelujah. Yeah. Đơn giản lắm, hãy chấp nhận cái chén đắng của Chúa. Và Chúa uống chén đắng để tôi và bà chị em thoát khỏi cơn thịnh nộ Đức Trời trên những kẻ có tội. Và bất cứ ai chỉ cần tin và nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì lập tức cơn thịnh nộ Đức Trời được cất ra khỏi người đó. Chúng ta không còn phải chịu sự hình phạt đời đời ở trong hỏa ngục nữa. Cảm ơn Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay tôi gửi lời này đến tất cả bà chị em. Những người đã tin Chúa rồi có nghĩa là bà chị em chắc chắn có cái giá của sự cứu chuộc rồi. Không cần phải lo nữa. Và hãy tiếp tục bước đi, học lời Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, thông công với nhau ở trong thân thể của Chúa. Sáng Chủ nhật chúng ta có buổi nhóm lại, cùng nhau thờ phượng Chúa, hết lòng ca ngợi, chúc tụng danh của Ngài. Và chúng ta được sự thấp viếng, sự thông công với nhau, chúng ta cầu thai cho nhau. Và Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta có một cái năng lực để chúng ta có thể bước đi, sống ở trên đất này và đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin Chúa không phải theo một tôn giáo, không phải đi theo những cái lễ nghi, rồi để rồi chúng ta phải đọc bao nhiêu kinh kệ thì chúng ta mới được cứu. Không, ngay buổi tối hôm nay, nếu bà chị em chưa một lần tin nhận Chúa hay là mời Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì chén đắng ông bà chị em vẫn còn đang ở trên bà chị em. Nhưng mà bà chị em chỉ cần chấp nhận một điều rằng Chúa Giêsu ơi, Ngài đã uống chén đắng này, bây giờ con tiếp nhận cái công lao giá trị của Chúa Giêsu, con xin kính mời Ngài bước vào đời sống của con làm cứu Chúa cuộc đời của con, thì lập tức chén đắng của ông bà chị em đã được Chúa gánh và mà chị em sẽ hưởng được cái chén ngọt của Ngài suốt cả cuộc đời của mình. Hallelujah. Ai trong bà chị em đã mấy lâu nay đã uống chén đắng và bây giờ đã kinh nghiệm chén ngọt rồi? Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ những ai chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, chưa kinh nghiệm được chén ngọt này thì tôi xin mời ông bà chị em có thể bước lên đây. Tôi sẽ cầu nguyện cho bà chị em để ông bà chị em có thể uống được chén ngọt của Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.